Nhiều anh em lại cứ hỏi đẩy có chạy được không, đẩy chạy thoải mái nha. Đây là loa tép rời, nó không khác gì tép theo loa cả, chẳng qua nó để rời ở ngoài, gọi là loa tép rời thế thôi. Đây là cặp 450, 1.500.000 một đôi. Còn đây là cặp 1 triệu, cặp 350, chống cháy 100%, có hai màu, màu đen và màu gỗ. Đẩy to hay đẩy nhỏ không quan trọng, cái quan trọng nhất đó là vang. Vang anh em là vang gì, vang có chuẩn không, vang số, vang cơ thế thôi, chứ còn đẩy thì không quan trọng, không cần quan tâm lắm. Cái đây là cặp 500, cũng có thể đánh cho đẩy 40 sò hoặc là âm ly 12 sò hoặc là 2 sò cũng được nha. Anh em có thể dùng 2 đến 3 đôi trên cùng một bộ dàn cũng được. Cặp 1 triệu đây, đẩy 20 sò hoặc là 40 sò hay là to hơn nữa càng tốt, không ảnh hưởng gì cả. Cái quan trọng nhất đó là con vang, vang phải chuẩn nhá. Vang mà cắt tép thì không chuẩn đâu. Kêu bài tí, kêu tí tí.